Ok, hola anh em. Lâu quá không có thời gian chơi game nên bây giờ cũng được chơi game luôn. Mấy cái demo thì tôi còn rất nhiều nhưng mà chưa có thời gian chơi nào. Tính là bắt đầu cái sự kiện Stand Up Fest là chơi thử vài cái demo đó. Nhưng mà bây giờ hết sự kiện cũng hơn chục bữa rồi. Hơn chục bữa tới giờ thì nó hết sự kiện 2-3 ngày rồi. Mà mới chơi được có hai cái bản demo mà. Cái này bận bịu quá nên cũng ít chơi. Bây giờ lên thử coi mà tháng này, tháng sau chứ. Nay 28 rồi. Cuối tuần này là qua tháng tháng rồi. Mình coi có cái game gì mới mới không. Cũng lâu chứ rồi không update thông tin gì cả. Thì tầm này ngày mai á là chúng ta có cái sự kiện là Summer Sale với Steam. Đóng tiền ta. Steam nó không có tìm đa bay này. À đây nè. Summer Sale. Tầm này ngày mai thôi. Đúng tiếng ngày giờ nữa. Là không giờ mai á. Thì tôi nghĩ cái đợt mà Summer Sale này nó không có khuyến mãi gì nhiều đâu. Hầu hết là các bom tấn sẽ ra mắt vào cái quý 3 với quý 4, tức là tầm tháng 7 đến tháng 9 đó. Cái đó là tầm quý 3, lúc đó thì mới bắt đầu tập trung sale. Thì cái đợt sale mạnh nhất hàng năm bao giờ cũng là cái đợt winter sale cuối năm chứ, nên bây giờ chúng cũng chỉ là cái đề 3 thôi. Tuy nhiên anh em mà chơi mấy cái game indie như tôi á thì cái sự kiện này cũng rất là ngon rồi, không cần phải quan tâm nhiều. Nói chung là cứ sale mình cứ thích thì cứ tham gia thôi. Trên indie game gần đây Gaptopia, Gaptopia thì con game này tôi khá là ghét lắm. Nó màu mèo hoa lá giới thiệu gì đó. Nhưng mà vô chơi thì nó có góp FPS khủng khiếp luôn. Không biết sau này họ fix chưa. Chứ là đợt tôi chơi tới giờ là vẫn còn Early Access đó. Tới giờ vẫn còn nè. Con này là chùm trên thúc luôn. Không có hứa cụ thể khi nào là kết thúc Early Access. Lúc tôi chơi thì nó góp FPS khủng khiếp. Nhưng mà chế độ co-op chơi với thằng đệ là không thể chơi được luôn, cũng không thấy server nào khác luôn nên cũng lâu dữ không có chơi nữa, thành ra game này bỏ tới giờ. Ban đầu chơi cũng ấn tượng tương đối đó, sau đó thì đây lượng là đánh giá tiêu cực nó cũng ngang với tích cực luôn nè, 41-42, không giành nhau nhiều danh độ ra bộ mặt thật rồi nè. Thì lúc tôi chơi game này là RAM 16 GB mà vẫn không chịu nổi, bây giờ lên RAM hơn tí thì chắc cũng không chịu nổi luôn. Đây, gắt 4 lần trong vòng 10 phút và 30 phút để chơi. Game vẫn chưa tối ưu được thì cứ để đó thôi. Còn đây này hình như là mới ra vào ngày hôm nay luôn. Kết thúc giai đoạn đi offset này. Họ ra bản chính thức luôn. Game này đồ quá phía sau thôi. Nhưng mà cái gameplay nó rất là hay. Gameplay nó chủ yếu là có chiều sâu chứ không phải là quá sức độc đáo và ấn tượng. Anh em đóng vai thợ lặn đây nè. Lặn xuống biển rồi đi mà chủ yếu là khám phá phiêu lưu. Bắt mấy loại cá mới về vô cái cửa hàng sushi của mình. Thì hôm nay họ ra mắt cái phiên bản chính thức rồi đó. Anh em nào chưa mua thì có thể mà thử ăn này. Giá này thì tôi không biết họ có tăng giá không. Không. Họ chỉ giảm ít lợi một tí thôi. Còn giá mà từ Early Access ra bản chính thức thì vẫn như cũ. Khoảng 200k 10 đô. Tính ra trợ giá cũng khá khá cho mình rồi đó. Chị bé này thì chắc lại season mới thôi. Hôm qua có thanh niên nào bảo tôi là nó update cái môi trường lên, update cái chế độ mà gáp nhà lên. Tôi cũng chưa có chơi, nó lâu chứ không chơi luôn á. Tính ra mới chơi có vài phút à. Chơi được 30 phút bây giờ, chưa nắm bắt được gameplay nó ra làm sao nữa. À đây nè, giới hạn của cái con chuột nè. Là vậy anh em bui cái nhà thì nó đỡ giới hạn ha. Tăng gấp đôi cái giới hạn cho tất cả người chơi trong thế giới của họ, thay đổi là áp dụng cho toàn bộ cái thế giới khác luôn cũng được. Game này thì nó update hoài à nên muốn chơi cũng dành khá nhiều thời gian á. Xích đai 6 ngày full dây luôn. Con này game FPS bắn súng mới ra là cũng gần đây quảng cáo rất rầm rộ lắm, nhưng mà đồ họa nó thật nhiều lắm nên tôi cũng ngại chơi, không biết nó có dính dáng đến bối cảnh lịch sử hay sự kiện có thật đâu. Mấy game FPS mà nó thật quá tôi cũng ngại chơi lắm. Không có đam mê súng ống nhưng mà cái cảm giác nó rất là chóng mặt. Cái độ giật của súng với mà cái tâm nó lìa với tiếng mà chạy gung gung bước chân á. Mấy cái đó chơi lại chóng mặt lắm. Con hành tinh xanh này tôi nghĩ nó là bị overget quá đã. Chứ thực ra chơi một thời gian là chán liền. Vẫn đang Early Access nữa ta.
bây giờ vẫn chưa xong nữa, 1 đến 2 năm, 2 năm này 2 mai thì chắc còn lâu nữa. Thì con này đi chơi là cũng bình thường đó, gọi là cái hành tinh trên sao Hỏa vậy đó, như giống như sao Hỏa vậy đó. Nhưng mà chơi tí chán, hành tinh thì bé tẹo có khoảng 5 6 điểm khám phá là hết rồi. Cái game nó quá ngắn luôn. Hy vọng vui mà ra bản chính thức thì nó đầy đủ hơn. Chứ giờ bản liên offset này là không có gì khám phá thêm. Đang bị đánh giá là hơi bị hưng phấn quá đó. Con này 300 ngàn thôi luôn. Một con game indie rất là nhỏ luôn. Con này thì mới ra mắt gần đây, tôi cũng mua rồi nhưng mà chưa thời gian chơi. Cũng dạng sinh tồn trên trời á. Có mà ghép đồ xây dựng đồ thấy cũng thú vị lắm đó. Đó. Mình tôi mua tôi trưng nó để mà hết LA offset thì chơi luôn. Cấp này bận bịu quá không có thời gian chơi game nữa. Thì thoảng thấy con nào mà thấy ấn tượng lắm thì mới mua thôi. Mà mua tới chừng muốn chơi á lại không có thời gian, mà không chơi á thì để hoài tới sau này nó refund nó không được. Gotato này con game vừa ghé nhà hay nè. Nó cũng mới ra mắt vào mấy ngày trước thôi. Sau cái thời gian early access rất là dài thì bây giờ nó ra bản chính thức này. Hồi đó tôi chơi là cái vài bữa cập nhật một lần. Nghĩ phải ăn tuần vô là không biết gì luôn, nghĩ tháng vô như game mới vậy. Game này rẻ mà rất hay nha. Đây có 5-6 ngàn vô anh em à. Tầm 2 bát phở chứ vô. Hồi đó tôi nghĩ nó rẻ quá mua thử nhưng mà thấy nó hay hơn mong đợi nhiều. Anh em bui rất là mệt nha. Con này cơ chế là tính toán rất nhiều lắm. Tôi thấy nhiều mà YouTube mà YouTuber á vẫn làm game này có thường xuyên luôn. Họ ra mấy trăm video đủ thứ nó bùi lên. Anh em đóng vai cái chàng phai tây á. Chàng phai tây là tôi tự mà bịa ra đó. Thì coi như phiên dịch đi. Có rất là nhiều nhân vật trong này. Khoảng là lúc đi chơi là gần 20 nhân vật hơn. Mỗi nhân vật có đặc thù kỹ năng riêng. Như trang bị 3 khẩu súng, 6 khẩu súng, 12 cái vũ khí luôn. Quốc toán loạn nên rất là ấn tượng nè. Game nhận bullet theo này là gì đây? À này game cũ có hỏi vậy. Woodfell thì con này thì cũng sống mãi với thời gian rồi. Một con game của mấy anh Trung Hoa mà rất thành công nè. 26.000 lượt đánh giá tích cực, 3.000 lượt cái gì? Hơi hỏi hàng tí thôi nhưng mà không đến mức 18 cộng đâu. Anh em là thích thể loại mà chặt chém thì có thể thử quan này. Nhiều người khen nó rất là hay luôn, đánh giá rất là tốt. Tôi thì cũng thích chơi thể loại này đó. Game năm chạy mà phong cách kiểu cổ cổ nè. Giang hồ hả? Con này tôi thấy bị chơi nhiều lắm. Đồ mix rồi 45% à. Tại sao lại đi áp xét là một là fit boost, hai là tối ưu cho cái trải nghiệm trên rất là nhiều hệ máy khác nhau, ba là cái tương tác đồ. Online PVP Co-op, game online hàng gì? Anh coi mà có một đánh giá tiếng Anh thôi, còn lại là chủ yếu chắc là tiếng Trung hết á. Thì một game online nó cực kỳ lag, không thể chơi được nó Trung Hoa. Đừng có bui game này. Trời, hy vọng giờ cái bản mà server quốc tế sẽ mở thời gian sau thôi. Game 260k, 300 lượt đánh giá. Thấy nó như là ná như quýt game vậy. Novaland thì con này gần đây nó mới ra mắt. Nó delay rất là lâu rồi. Nó ra mắt vào tuần trước ngày 22. Thực ra là con game này tôi nghĩ hoàn thiện rất lâu rồi đó. Nhưng cuối cùng họ là hình như là lay hoay đi tìm cái nhà phân phối á. Mới delay tới tận bây giờ. Một con game thể loại xây dựng thôi. Tôi nhớ đi chơi cái demo nó từ rất rất lâu luôn mà. Họ không có early access nhiều, họ ra thẳng bản chính thức rồi. Họ lay hoay đi tìm cái nhà phát hành. Nên bây giờ con game mới ra mắt được. Von Chen này như cũng biết xịt luôn rồi đó. Nhà phát hành này cũng có tiếng lắm. Tôi chơi cũng có nhiều game của hãng này. Con game này lúc trước cũng chơi một lần nè. Đợt mà nó chia sẻ miễn phí. Hình như trên gói bundle ấy vậy. Netbook này cũng đã đỡ nè. Netbook này kén người chơi lắm. Tình nghi con này hình như là nó cho miễn phí một lần hay gì đó, tôi không nhớ nữa. Không biết tại sao có trong thư viện luôn. Thì nói chung là nhà phát hành này cũng ổn lắm. Nói vậy họ cũng thành công nè.
không biết được như mong đợi không, chứ thấy thành công của Anno thì chắc lại giảm giá thôi, giảm 75%. Anno là 1.800, có đi đóng DLC không? Đây nào, chủ yếu quan tâm cái mới DLC này thôi, chứ giá bay game thì hên xui lắm. Dự 4 bản hoàn thiện, dự 4 bản vàng thì tôi cũng không biết nó khác thế nào. Khoảng game này của Đức hay là hy vọng một ngày nào đó là sẽ có game của Việt Nam, lễ hội game dành riêng cho mấy anh em Việt Nam. Con này tôi cũng mua rồi nhưng mà chưa có chơi, nó là của ngang ngang với mấy con Kingdom, sao đánh giá là không được như mong đợi vậy, là 6 mấy trăm à, chắc là họ thay đổi nhiều quá. Kingdom này một game thấy đổi hàng ngang đi qua đi lại thu nhập nổi với chiến đấu quá vật, mang tí yếu tố xây dựng này. Payday 3 game gì ngộ vậy nè, phong cách cổ cổ, phong cách cổ cổ nhưng mà thiết kế cái USW cái hút á, ăn OD á cũng tốt lắm nè, nhìn thấy cũng khá ổn. Thanh niên này làm cái video giới thiệu mà cắt cái màn hình tỷ lệ là 18.9 đưa vô đây, trong khi đại đa số chúng ta xài màn hình 16.9 không, đưa vô thì thấy cái hai vạch đen nè, thậm chí mà cái chữ của mà Steam á nó cũng chỉ là 16.9 thôi, đưa cái chữ 18.9 hay là 21.9 gì vô đây thì nó lệch rất nhiều. Chi băng là mấy con bắn súng, con này thì tôi không thích cho lắm nhưng mà nhiều người mê đó nha, nó có làm chậm thời gian nhưng mà đánh rất là lực luôn, chuột rồi gạt trò đấm đá vậy. Này không biết, chưa có, không có thông tin nhiều, chắc thay đổi xây dựng quá. Con này thì tôi cũng chưa biết nữa, coi thứ ơi. Shogun Showdown, ủa con này ra mắt rồi đó hả? Sao tôi không nhận được email hay gì ta? Con này tính đâu lạc trôi luôn mà cuối cùng lại thành công quá ha. Hơn mấy trăm người chơi nè. Có tiếng gì? Có mỗi tiếng Anh thôi. Anh em nhìn nó giống mấy con mà luật sư Trần Nhân Phượng vậy đó không? Đây nè. Tôi không biết có chung nhà phát hành không ta? Không. Này là nhà phát hành riêng lẻ thôi. Chắc na ná chứ con này. Thì chủ yếu vẫn là cái lối chơi na ná như cũ. Con này cũng lắc màn hình dữ lắm á. Luật sư Trần Nhân Phượng có cái trò mà đập bàn với mà giơ tay chỉ ngón đó, màn hình nó rung rung, nhiều người không chịu được cái rung đó. Sư Vinh Showdown á, con này cũng được khá khá bao lâu lắm, đôi có chơi cái bản kia của nó rồi. Đây vẫn là Ly Upset nữa chứ. Thôi, chờ bản hoàn chỉnh rồi tính sau. Game đó cũng tương đối đơn giản, nhảy qua nhảy lại à. Chứ tính toán mà rất là nhiều thứ. Ồ, animation làm mượt quá à. Khoan khoan khoan, thể loại game gì ấn tượng quá vậy nè. Tên bay no 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 à. Last Fantasy với tên bí ẩn có mà đi test TV không, đây dạng mà phiêu lưu giải đố, nãy là làm cái animation mà lướt ngón tay qua cuốn sách này, phích cuốn sách như thật luôn. Game được quá hả? Quách đỡ. Viết lại ba cái định mệnh. Mà con này tôi nghĩ là chữ nghĩa tiếng Anh nó rất là nhiều luôn, nên mình chơi mà không quen thì rất là thống luôn. Được, game này được.
Nói trước đi, coi nó giảm sâu hơn nữa thì tôi mới dám thử qua. 15 đô. Họ mới ra mắt gần đây thôi, giảm chỉ có 10% thôi. Giảm sâu sâu tí thì quan tâm hơn. Không biết thơm online hả? Rồi, chúng ta coi mấy cái game tháng sau ra mắt rồi. Nãy giờ lướt trên đó. Này là cái gì? Một cái bản mod của game gì đó. Ngày mai thì chúng ta có con này. Con này tôi không biết nó là thể loại gì, nhưng rất nhiều người follow lên follow theo ha. Game theo lại đấm với nhau à, dạng như là đồ vật vậy. Nó thì kìa, giống như dao ấy à, bắn súng đơn giản. Game kinh dị à, kinh dị hành động à. Coi thứ này gần ngàn follow là cũng không biết đâu. Đép hai người xong rồi thôi tự phát hành luôn. Con này có thể loại hành động đó nè, chứ không phải là phiêu lưu giải đấu khám phá như bình thường, mà tôi chưa thấy yếu tố là hành động nữa chứ, chủ yếu một vài cái bối cảnh nhìn na ná như con đai game chứ. 2021 có giải thưởng đồ đầy đủ hết anh ha. Tôi vẫn chưa biết yếu tố hành động ở đâu mà họ đưa cái nó lên đầu luôn. Cái game này chủ yếu là màn hình ngang thôi. Con đai game cũng na ná này nhưng mà nó tươi sáng hơn tí. Sao không tìm thấy nó ta? Ừ, bỏ qua đây. Anh em để ý là từ ngày 29 nè, 30 nè. 29, 30 khỏi nói đi. Từ ngày 30 mà tới ngày là ngày 7 luôn nè. 7 ngày này thì chỉ có một con game là tầm tạm là con game này thôi, có lượng follow khá cao, còn lại hầu hết là chỉ một con game nữa nè đó. Thì trong vòng mà gần 2 tuần nửa tháng rồi nè, từ ngày 30 tới ngày 12 nè, chỉ có 1-2 con game dám ra mắt thời điểm này thôi. Nó dính vào cái đợt Summer Sale với mà đó, nó dính vào cái đợt Summer Sale 14 ngày nên không có ai mà dám ra mắt mấy game vào thời gian đó chứ anh. Tại khi ra mắt đó, mình không kỳ dĩ cạnh tranh với mấy cái bom tấn sale đồng loạt giảm giá đâu. Người dùng thì người ta chỉ quan tâm sale thôi. Đợt này ra mắt mà không dính sale nữa thì con game nó chìm luôn. Là rất đẹp là đi theo con game luôn. Bởi vì nên gần nửa tháng này không có mấy game để ra mắt để anh em chọn lựa đâu. Nên trong cái đợt mà sale sắp tới anh em cố gắng mua. Mua mấy game cũ chơi thôi. Game này của Bandai Namco á. Có không? Nhìn thấy giống giống thôi. Tin bay. Điện thoại một anh hùng nữa thì tôi không có gành mấy game này gì rồi, bây giờ không gành lắm nên chả hiểu. Và mấy game này thường giá không rẻ đâu. Ủa con này nhìn vừa lạ vừa quen vậy ta, hình như vẫn là trong cái bối cảnh mà đó, cái em mà là hồi lâm kia mà bối cảnh mà làm lại 2D thôi đó. Này nè, cái game này nè, chắc chung một vũ trụ hay là cái gì đó, chỉ khác cái phong cách đồ họa chứ trong đây thì cái lối chơi chắc tôi nghĩ là ná vậy luôn, khoảng triệu mấy. Hàng gì nhìn vừa lạ vừa quen. Game này thì 2D màn ngang cuộn cuộn này cũng đỡ thôi. Con này nó thấy cũng quen quen đó. Nó giống một con giải đố mà đi buổi tối cũng trong bóng đêm đi hàng ngang là hai bên nói chuyện với nhau á. Con đó lúc trước tôi chơi một lần rồi. Ủa? Con này đưa lên Netflix luôn hả? Netflix thiệt nè.
đây đây, nó giống con Oshigi nè. Đó, nhóm bạn đi lên đây thì lên hòn đảo và tương tác với nhau, giờ đi rồi nói chuyện. Hèn gì nhìn là thấy nó giống liền. Con này lúc trước rất thành công rồi. Anh em là chơi qua con này thì có thể thử qua con kia được đó. Nè, Oshigi 2. Cũng được. Quyết chào phần 2 ra mắt thôi. Phần 1 thì tôi cũng chả nhớ gì luôn. Hình như cũng chưa phá đảo luôn. Con này cũng cắp cơm. Một game bắn súng mà Shooter Lotter hay gì đó, tôi không nhớ nữa. Giá game thì khá là chát chúa cho anh em ha. Cắp cơm thì bao giờ giá nó cũng cao nha. Nhất là thị trường Đông Nam Á mình. Gimbal, game này mới đi coi thử. Game 2D phong cách giống gốc anh quá vậy ta. Nhìn thấy giống gốc anh liền luôn. Anh em là thích cái giọng gốc anh nữa, có thể thử bằng này. Chỉ cần vài giây thì là biết game nó kiểu như thế nào luôn rồi đó. Game này giống game bắn cung hồi bữa tôi chơi cái gì đó. Giống lách theo vậy đó. Enters a heart, a seat, a tree of darkness, an ominous incarnation of death. Tôi nhớ giống giống lách, nhìn nó giống giống lách theo. Không biết nhớ đúng tên không. Đây nè, tại lâu quá không chơi. Người về chơi game bằng trí nhớ không á. Đó, cũng đi cầm cây cung bắn bắn nè. Còn lách theo này thì tôi mua xong kỳ phanh luôn. Bó tay luôn. Đơn giản là game nó cũng hay hay thiệt á. Nhưng mà nó chóng mặt khủng khiếp luôn. Nhìn nó mơ thành lơ rồi, nó còn mà Depth of Field nữa. Depth of Field là mấy cái cảnh hậu cơn nền đó, nó rất là mờ luôn. Rồi mơ thành lơ là anh em quay qua quay lại sẽ thấy cái cảnh nó nền đó mà. Anh em nhìn góc này nè, thấy không? Dưới góc này nè. Tôi chơi chút xíu rồi tôi bỏ luôn. Nó không có chức năng tắt cái phần này lúc tôi chơi nữa. Nên đảo vài lần nghĩa là bỏ luôn nè, anh em nhìn. Mấy cái cảnh xung quanh là thêm mấy cái hiệu ứng effect là khiến cái tâm nó như lật ra chứ. Chỉ có cụ thể chính giữa này là nhìn rõ thôi. Nên con game này hay mấy mà tôi chơi được một thời gian chút xíu là tôi cũng rút luôn, bỏ chạy. Thì hy vọng qua game này giống giống gì thì đỡ hơn tí. Mà mấy kiểu hành động mà ma mị cổ này cũng lười chơi lắm. Không yếu tố giải đố nữa. Bắn như tiểu liên gì. Hai tay hai đá cho anh ta vô cực à. A fool who discarded the way of life. Anh em mà đam mê mấy game mấy bữa thử mà. Con này hình như lúc trước tôi chơi rồi. Lúc trước chơi rồi. Đó, anh em càng đông quân thì đâu cái lưng lại với nhau đi ba bốn ngôi á. Gần gần đây có con game cũng kiểu này mới ra mắt là con Island á. Con Island tôi chưa có mua mà để tôi nó mua rồi. Cái gì tôi bận của nó thì chơi kéo. Hình như con này phải không ta? Đó nó đó, gần đây cũng có ngay lên đi lên đó. Mà con này thì cái lối chơi nó phức tạp hơn nhiều. Không phải đi cái kiểu bắn bắn mà bullet hell như Survivor nãy đâu. Con này thì khá là hay nha. Tôi tính nói gắt rồi mà chưa có chơi nên nói khá thôi. Này là gì? Chắc là trang phục hay là cái gì đó thôi. Có thời gian tôi sẽ chơi thứ này, nhất định chơi. Cái câu có thời gian chơi thì nói hơi bị nhiều rồi. Trong cái video mà tháng 6 tôi làm cái này thì cũng có hình đó luôn á. Lấy cái thùng bên đây là nói luôn á. Đọc video tháng 6. Nào, đó cái hình hai lần nè. Trên giữa là con Laser Fear, còn đầu là con chanh màu nước gì đó, Cortana vậy đó. Nửa tháng đầu thì chúng ta chỉ có vài cái tên là lướt lướt qua thôi. Con này giống bối cảnh 40 cao quá vậy. Ồ, Chubico nhà phát hành này. Tem này lớn nha. Cho nó human, Alone in Dark.
Fulugur mới ra có tháng mà một đống được đánh giá luôn, khủng khiếp vậy. Nhiều phát hành này khu dạng tay đo luôn á, THQ. Kim phiêu lưu khám phá có yếu tố kinh dị hay gì không? Đồ họa nó không được thực sự là đẹp lắm nhưng mà cái bối cảnh nó tạo hình rất gùng gặm. Kinh dị là dẹp nha, kinh dị là nét luôn á, đủ đạn đó. Thôi dôm nhỏ lại. Nên này là dạng cổ cổ tí nè, đâu có kinh dị trong này đâu mà làm mấy cái hình thôi. Bình tĩnh cháu ơi, bình tĩnh cháu ơi. Làm cái bối cảnh như gì mà bảo không phải gương kinh dị, nhưng mà được đánh giá khá là cao rồi. Tôi coi cái bản chính nó được nhiều follow rồi, 13.000, khủng khiếp, một con số rất là khủng khiếp luôn. Kế hoạch ra mắt vào ngày 25 tháng 10 cuối năm nay, cũng dẫn vào quý 3. Rồi thử game này tình bay à. Tình bay là cơ chọn góc nhìn, có tỷ lệ trúng. Cái mà nhìn cái thanh mà tinh ba dưới này á, sao sao đồ quả tự nhiên chuyển qua thể loại kỳ vậy. À đây là cái phiên bản trước của họ. Hiếm ai làm cái video giới thiệu mà lúc nguyên đội ngũ nhân viên nhiều lắm. Cái này chắc anh em chơi mấy phần trước sẽ thích game này, thì nó cũng na ná như cái dòng sitcom mấy mà video làm xin thôi, kiểu giờ tranh nó những gì. Thì tôi cũng chơi rất là nhiều cái thể loại như thế này à, nên bây giờ cũng chọn game này ra mắt coi tính sao. Nửa tháng rồi chỉ có dạng game mà kinh dị đúng không, lại kinh dị sinh tồn nữa, coi nét luôn. Game này vậy mà 3.000 follow luôn hết hả? Có VR không? Game nhìn vô VR nhưng mà không bắt buộc phải có. 4 người chơi có ấp cùng với nhau để rình mò một ngôi nhà, viện bảo tàng và một cái ngân hàng nào đó. Sử dụng cái ngân sách của mình. Đây là con game dễ như mà anh em co-op đi ăn dởm với nhau chứ. Nhét sầu dừa còn cái gì nữa, cái tivi chạy co-op với nhau thì phải có thằng để ở ngoài canh cửa chứ, VR mod. Còn cái này là không có VR, VR thì anh em nhìn nó góc nhìn nó gần hơn tí. Cây máy tính này xịn hơn máy luôn đó, một con máy già cỗi. Thì game này tôi không có bạn nên muốn chơi cũng không chơi được, những con mèo ẩn nấp nữa. Năm nào thì cứ một thời gian là ra mấy cái game dạng này à, vẽ cái bức tranh mừng như cái chuyện giá trị á, thì giấu mấy con mèo mấy con ốc trên hay là mấy con gì đó vô rồi bắt đầu đi tìm kiếm. Thì nói chung đây mà vẫn là một cái thể loại mà trường tồn với thời gian, game này miễn phí à, anh em nào dạng như thích tìm kiếm nhá cũng vô chơi hướng này. Con này hình như bối cảnh vũ trụ quá, vẫn là tinh bay nhưng mà không có mê đồ quả lắm. Này lúc trước hình như tôi chơi một cái bản demo hay là cái bản chơi sớm hay logo gì của nó rồi, không nhớ nữa. Viewfinder phải nói rồi. Đây là con game mà rất là ấn tượng luôn. Tôi mới chơi cái bản demo của nó mới đây á. Game đúng hả mà đỉnh cao của chất lượng cái dòng game giải đố. Con này chắc ăn là sẽ chơi nó rồi. Đứng vào cái top là danh sách yêu thích.
Game giá lập xây dựng hả? Sao tự nhiên nó cuộn xuống ghê ta? Coi thử game này. Game này thì bối cảnh vũ trụ, với mà mấy máy móc này thì chắc để tôi chơi chứ tôi không chơi đâu. Nhìn đầu bạn mà nó nổ ầm ầm ngầu quá ha. Cái giọng đọc văn bản thì chậm nhưng mà cái hình ảnh lại các cảnh liên tục với mấy cái hiệu ứng rất là nhanh luôn, như cái băng diện gõ mỏ hay cháy nổ vậy, ghép hai cái vô cùng lúc thì rất là phân tâm. Anh em là thích sao tiết phát Togi là phát Togio hay là con này thử qua được. Con này nó lúc trước tôi coi cái video giới thiệu rồi, ở trong cái sự kiện nào đó, để con này ra mắt coi tính. Chứ Ellie upset thì tôi cũng ngại lắm. Kinh dị sinh tồn giải đố hành động đủ thứ danh nữa ta, 6.000 lượt follow là không ít luôn nha. Vô game này đi bạn ơi. Dạo gần đây có cái trend mới nổi lên, kiểu như mà cái game mà game gì 66 quên tiêu rồi đó, mà phong cách mang yếu tố kinh dị nhưng mà mấy con quái vật á, lại yếu tố ngộ nghĩnh như thế này nè. Nhưng Puppy Playtime gần đây cũng vậy đó, tạo hình một nhân vật dễ thương nhưng mà trong cái bối cảnh kinh dị. Súng bắn đinh hay gì? Mấy game như thế này thì anh em cũng không thể hy vọng vào cái đồ họa được, nhưng mà bù lại thì có gameplay nữa thôi. Xếp game bằng cái máy đó, cái cơ chế mà ba lô kiểu như một cái vali của con game Mission Impossible. Xếp game của cái sàn Weibo máy đánh chữ thì con này dạng như cái điện thoại quay số. Rồi thử nhà phát hành này. Nhà phát hành này chuyên mấy game kinh dị ghê ghê nè. Không có con nào mà tươi tươi trên, toàn là cái phong cách đồ họa khá là dị dạng luôn. Người 18 cộng rồi. Ồ, phim Pixel đồ họa cũng ổn không? Phu phu phi lưu ký. Game của anh Trung Hoa đại lục đó. Giả lập châu chấu à? Hay là cái game đá giới? Nhìn ngộ ngộ coi thứ ơi. Không hỗ trợ tiếng Anh. 20/7. Nghe tiếng giới kêu kìa. Để bấm bự lên coi, rất là hoài cổ luôn. Ghiền mấy con dế giỏi đá nhau hả? Rất nhiều loại dế luôn. Thì không biết tuổi hơn anh em sao chứ ở miền Tây hồi xưa có trò đá dế thì rất nhiều luôn, bắt mấy con dế thì cho nó đấu nhau thôi, giống cái kiểu mà đấu cá lê thê chứ. Giờ thì thành phố lên rất nhiều rồi, đô thị quá, bê tông hóa nên mấy cái game mà tuổi thơ đó anh em có thể chơi qua cái video game thôi. Có FPS à? Dùm bài kìa. Unfortunately, one of our research bases has gone dark. We need you to uncover why. As you move through the facility, you'll gain priceless experience, enabling you to better tackle all the challenges of an exciting, fast-paced work environment. Đừng muốn được sao?
dùm gì mà nó trâu dữ, khủng khiếp vậy. Ăn 3-4 loại đạn mà nó tấn công ầm ầm vậy. Em tưởng tượng như bắt qua loot hay là loot qua death, rút kìm top down cho anh xuống. Khám phá một mình hoặc là chơi với bạn bè nè. Nếu chơi co-op thì solo thì mấy cái này là NPC điều khiển thôi. Chưa khử gần cưa nè, anh em nhìn nó chớp chớp rất nhiều. Để bắn nổ thì khi giờ Melee upset nữa, chứ gần đây là nhiều với Melee upset vậy. Nhưng muốn được hỗ trợ rất là nhiều con gửi nè. Cũng được. Coi đứa con phu phu ơi. Công viên phi vũ khí. Cái này giống như là cái bách giao làm như tấm vải vậy. Sao mà lại không mà dùng mấy con AI đó đọc chữ như thế này đó. Con game của tôi là dùng AI đọc chữ này rất là tốt. Cái chữ này họ để sát cái viền ở dưới quá nè. Thế rồi xây dựng cái phong là phong chữ dưới tay nữa chứ. Lưu em tay đi. Mày dạng như cây kỹ năng hay là mở công mới đồ rồi đó. Game này trông cũng được nhưng mà làm cái trailer đúng chán luôn. Không có trọng tâm, không có mục đích gì hết. Có luôn cái demo mà. Sao ta? Game này tôi vừa muốn chơi, bây giờ không muốn chơi á. Cái xây này tôi nghĩ là không có chủ động đâu, mấy cái lốc nó gần như có thước bằng nhau hết. Đó. Gần đây cũng có một vài game xây dựng muốn chơi lắm. Rồi mấy chỉ số khủng khiếp luôn. Game này chắc xây dựng quản lý à. USUI là cái host này có thiết kế rất là bậy không. Thì như cái đợt mà tôi nói tại sao mà game chung á, game của anh Trung Hoa á, nó không hợp với thế giới là chủ yếu cái này nè. Em nhìn cái này, cái icon là nó bằng nhau hết. Ok cái chuyện icon với cái màu sắc đi. Còn cái chữ nè, như cái mà kích thước cái khu này đó là đủ viết được hai chữ tiếng Trung vô đây. Nhưng mà khi anh em chuyển con game nó qua tiếng Anh á, 1 đến 2 chữ tiếng Trung ngay đây là vừa đẹp luôn. Nhưng mà khi sang tiếng Anh á, bình thường nó chữ tiếng Trung là nó gì đây phải không? Đó. Nó gì chiều ngang nó ngắn, chiều cao nó hơi cao hơn tí. Còn anh em qua chữ tiếng Anh thì nó lại như vậy. Chữ tiếng Anh nó dài hơn một khúc nên thành ra nó rất là nhỏ, rất là khó nhìn luôn. So với chữ file bên đây thì dễ đọc hơn. Tại đơn giản chữ file nó 5 ký tự thôi. Còn cái chữ này wedding là hôn nhân vậy đó. Wedding hả? Chặt gỗ chứ không phải wedding. Nhìn nhỏ quá. Đó, như bên đây là khỏi đọc luôn nè. Bởi vì cái game tiếng Trung thì nó nhìn rất là dễ, còn qua tiếng Anh nó rất là khó nhìn. Họ chủ yếu làm lệch cái khu này luôn. Nhìn em nhìn cái khoảng cách chữ nó cũng vậy nè. Điều này cái phần của USUI là thấy không ổn rồi. Điều này được 1000 đánh giá là cũng cao đó. Pixel mà cái phong cách đồ họa rất ấn tượng nha. Tôi thì thể loại nào cũng chơi được trên từ 3 cho thứ pixel, không có kén chọn ba cái đó. Mỗi game nó đều có một cái hay riêng. Anh em nào thích thể loại nào thì có thể chơi cái đó. Chứ là một vài người thì chỉ chơi mới thể loại 3 thôi. Một số thì chơi rất là nhiều thể loại. Hồi xưa thì tôi cũng không chơi này thể loại này đâu. Hồi đó tôi cũng không chơi giới đố. Chỉ có chơi một vài lần trên cái điện thoại máy tính bảng cũ cổ. Sau này mới chơi giải đố nhiều. Tình bay thì hồi như hồi đó cũng không có chơi luôn. Hồi xưa là chỉ chơi mấy game hành động. Sau này thì cái mà quy mô chơi game nó mở ra rất nhiều. Trải nghiệm được nhiều cái mới vậy, khám phá được nhiều cái mới hơn. Game này ổn áp quá chứ.
Điều này thì tôi coi rồi, chơi demo rồi. Game này chủ yếu là quản lý với xây dựng thôi. Con này đã coi Zalo rồi, xong rồi follow nè. Hay là delay qua đây tôi không nhớ nữa. Ngày 20 bắt đầu cái dạng game hay đó. Coi được game này không? Gangs and slavers rule everything. People never stopped. They became slaves, gladiators, or worse, dead men. But those who are favored by fate at the head of the tide. Đó vô bắt đầu giờ mới vô game này nè. Cái bối cảnh trung cổ nhưng mà cái giao diện này nó rất là hiện đại luôn. Tôi với tôi nó làm theo cái kiểu hơi hướng hiện đại nè. Tuy là không hiện đại quá vẫn mang chút tí cổ vô nên không chán, hơi là tí thôi. Nó như cái này là mang hơi hướng hiện đại rất nhiều này. Thiết kế gì thiết kế cái kiểu phẳng luôn. Với cái giọng voice mà giới thiệu cốt truyện đầu game thì rất là lớn luôn nha. Qua tới đây thì tiếng nhạc nó là nhỏ xíu không? Chắc là họ cắt họ ghép hai cái video vô mới ra được 2 phút 30 giây, 2 phút rưỡi hơn rồi. Cái này chủ yếu sâu cái thế giới thôi. Không quá đẹp. Góc nhìn người top down cho tới là góc nhìn thứ nhất luôn. Đó, cái đoạn này là ấn tượng nè. Chơi lơ game cần những khúc như thế này đưa vào lúc đầu để cho người ta chú ý hơn. Đó, 2 phút rưỡi vừa qua thì 2 phút đầu thì nó khá là chậm chạp. Đó là đưa ra cái game này là có cơ chế lựa chọn rồi. Được, game này cũng được. Đồ họa hơi ý vậy anh tí thôi. Nhưng mà nói chung nó có thể hay. Cái này là render chắc luôn. Không render là không có ra được cái gì đâu. Ở đây là họ xử lý đồ họa như này. Còn anh em vô cái game này thực tế thì cái đồ họa như cái video nãy chứ không được gì. Đó anh em mà nghĩ con game là xấu nhưng bản chất thật ra ban đầu rất là đẹp. Nhưng mà để chơi được thì mấy tập trình viên đó, họ phải cắt tỉa rất là nhiều thứ luôn, hy sinh mọi thứ đó. Chứ thực ra làm game đẹp là không quá khó, làm game đẹp mà chạy nhẹ nó mới là khó thôi. Tại vì upset trên mạng nó rất là nhiều rồi. Thậm chí họ render đến 4K, nhất là cái Unreal Engine đó đưa ra phong cảnh như đời thực như thế này luôn. Cái này để bắt giao tối mà khó dòm khó ấn tượng. Tôi nhìn thấy em tóc vàng rồi nổi nhất rồi. Game này giả lập hàng đò quản lý xây dựng trung cổ. One day, she found an abandoned lodge and was seduced by the pastoral scenery. Beatrice grabbed her axe and started to work. Cái phong cách đồ họa này nhìn thấy quen lắm nha. Aided by myself. Đây nè, nhìn cái nét đồ họa này là tôi biết ai là cái chỉ đạo nghệ thuật của game này luôn. Frederick fell in love over cuddles, muscles, and the art of war. Cái em này hay làm dev lót đó. Tôi coi rất là nhiều video của em đó luôn. They married. Lát fail Ladybird hả? Còn một con hoa hồng vậy đó. Hồi đó tôi xem cái devlog nhìn cái phong cách đồ họa này là biết. Em nói sau này là một con game 2D rưỡi góc nhìn sim trên xuống. Cái này là họ giơ tay cho nhìn cái phong cách phối màu là biết rồi. Đó.
em nói là chuyên gia dùng cái một cái tông màu thứ hai là nó xem với màu thứ nhất á, phối hai ba cái lớp màu tương tự với nhau lên. Anh em nhìn cái cây nè, có một cái lớp màu xanh với một cái màu đậm ở dưới, tạo cảm giác đổ bóng cho cái game 2D á. Ở dưới đây cũng có một cái lớp bóng đi theo luôn, như cái khu vườn, cái ruộng lúa nè. Ở đây cũng có một cái tông đen rất nhiều nè. Everyone was happy. Rồi với mở cái bếp chạm trên tường á, story. Tạo nét cổ cổ vô con chữ nữa. Oh wait, what is he doing with her? No, don't do that, Frederick. Nhìn rất là quen. Vic, you make such a beautiful couple with Beatrice. This woman can't bring you happiness, and she's already married. Giờ mày mừng ngày okay, lâu rồi đúng không? Rachel can't work with Beatrice anymore. Nhưng mà tôi chờ nó ra rồi tính. Thời quyết định đó. 21 mà chỉ có con game 1 à? À con này thì đợt mà cái đợt sự kiện mới đây á, tôi coi cái video nó cũng ấn tượng, hình như nó đang có demo luôn hay gì đó, có demo luôn, hình như tôi đẩy gọi ở ngoài luôn á. Khoảng này không? Không. Đây là nó nè. Thì nào gánh gánh là chơi luôn. Trời ơi, lại là giá lập đầu bếp nó hay gì vậy? Phục vụ quán bar. Cuộc đời nó chưa đủ khổ cực hay sao mà phải vô game làm việc tiếp gì nè. Game này thì tôi sẽ coi mấy streamer chơi chứ tôi không có chơi đâu. Game giả lập anh em nhìn dĩ chứ không có dễ làm đâu nha. Bui được con game như thế này rất là cực luôn. Nãy giờ tôi nhìn rất là nhiều thứ luôn. Cái này cơ chế vật lý cũng là một vấn đề luôn. Có rất là nhiều mini game ở trong đó nữa nè. Liền uống bia bằng nguyên một cái son vậy nè. Con game này coi thôi chứ không chơi. Cuộc sống khó khăn, thời gian không có nữa. 18 cộng mà được 2.000 lượt follow đúng không? Tôi sẽ coi nhưng mà tôi coi một mình thôi, không cho anh em coi đâu. Đại tiếp tục giả lập. Giờ anh em nào đam mê cái dòng xe cổ đó, thử qua con này, đổ xe, bui xe, sơn đi, cam dán nhãn nè. Lưng ngộ nè. Ê, ăn từ từ. Shogi là sao? Cái bộ áp set này tôi nhìn thấy quen lắm á. Nhìn nó rất là cổ luôn, gần như con game mà có mười mấy hai chục năm gì trước á. Từ cái giao diện UI tôi cái hút nè. Mấy game về bối cảnh không gian lười lắm nhưng mà có con mèo nè. Lâu ra tìm cái đồ quả nó cũ à. Ủa cái thanh niên streamer này chơi rồi luôn đó không? Như cái chơi rồi chắc có video nữa. Đây nè. What's up guys and gals? Welcome back. Tôi cũng supply lâu lắm rồi. Sao mà phụ đề nó tự dịch qua tiếng Việt nè. Có video luôn rồi. Khoảng 26 phút à. Khúc này mới bắt đầu combat gì người ta thua nhiều lắm rồi. Dưới này cũng là khổ cực, cũng là một dạng khổ cực nè. Cửa hàng âm nhạc. Mà game này không biết có nghe nhạc chứ không? Mấy bộ áp set này tôi cũng có nè. Nhưng mà để làm được một con game giả lập như thế này thì rất rất là tốn thời gian đó. Trừ phi anh em đã làm rất nhiều con game giả lập rồi đó, thì anh em mới thấy là nó dễ thôi. Đàn guitar. Để chữ cái đàn guitar còn gì nữa không? Piano rồi không? Càng sáo trống gì nữa không?
nguyên cái phòng thu luôn. Điều này anh em mà đúng cái đam mê nó hưởng không? Không biết sao mà nó gợi ý giống như City Skyline này. Con này khỏi nói rồi. Giá nó cao quá thôi. Cái thấp là tự quất liền rồi đó. Chơi bản 1 rất ngon luôn. Nên em nhìn cái gam màu họ đưa ra ba cái gam màu đối lập nhau mà. Giờ này mà mạng nó lại tắt nữa. Còn đó nổi tới mình nữa. Nhà mạng 7 chữ nữa. Game đấu nhau nhìn cũng ngộ ha. Gấp bo nữa. Cậu bè à. Bèm nhau đến khi sạch hòn đảo à. Có mà xin ra laser nó. Đồ họa này cũng được mà cái nét nó làm đậm quá. Cái nét viền mấy vật phẩm nó làm đậm quá. Làm để nhân vật lên là thấy muốn lẹt quẻ nhân vật luôn á. Mấy cấp vest này làm những viền đen thì đương nhiên là bình thường rồi. Nhưng mà làm nhỏ nhỏ thôi chứ làm đậm gì khó nhìn lắm. Anh em biết con gáp là chứ gì. Cái con mà có cái bè thì chơi đi dưới đại dương quăng dây lụm đồ vô để xây dựng á. Thì con game này nó cũng na ná như vậy mà có phong cách là xinh động hơn. Khi nào cái bè anh em mà mẹ tan banh hết thì anh em thua thôi. Cái lượng đạn dồn dập gì thì hơi bị chua đó. Game này thấy cũng ổn. Có bạn bè chơi mới vui với chơi mình thì đúng khẩm vô luôn. Họ mà góp cái farm này thành cái hình mà như cái sóng nước vậy á. Tạo cái cảm giác mênh mông ở giữa đại dương á, nhưng mà góp mất mấy cái chỗ nó quan trọng rồi luôn rồi. Tốt nhất thì góp lên trên luôn đi. Lại mèo. Những ngày cuối tháng. Rồi game mà dạy như cái game máy thùng hồi xưa chứ. Game máy sàn á. Game platform 2D. Vừa 2D bên này vừa 2D bên kia chú biết là chạy nhảy. Ủa game dưới không phải 18 cộng à. Sân du này mà 10k polo luôn á. Cyberpunk Mega City Police. Ngày 28, ngày 29, 30 không có game nào. À thứ 6 tới thứ 2 không có game nào lệch cuối giờ để qua. F1 thì chắc đôi khỏi cần bấm vô nữa chứ. Đúng cổ luôn. Anh em nào thích cái dòng mà đùm hồi xưa đó. Nào nói đó. Đây là những con game mà dự tính ra mắt vào tháng 7 nhưng mà có thể là giờ lịch hoặc là chưa có ngày công bố chính thức. Con này rất là ảo ma nè, có cái demo rồi mà tôi chưa có chơi thứ nữa. Thì đang chờ coi thứ nó hơn sao. Anh em đi từ cổ chiếc kim luôn, từ cái thời mà tiền sử gửi khủng long á. Cho đến cái thời mà chuyển tưởng ra ngoài vũ trụ máy bay rồi. Thì nhìn cái mà content con game này nó cũng khiếp quá nên chắc chờ mấy thanh niên khác chơi thử thì coi sao. Lại tiếp tục giả lập. Còn sướng súng ống à. Lại con tiếp theo thôi. Game mà đạt được mấy ngàn follow gì đó cũng thành công dữ lắm. Những game gì lưu vào tháng 6 mà bị tích luôn nè. Con này mini gap mà phiên bản xịn sò hơn à. Nghe đây. Ồ, game này xây dựng mà có nhìn thấy có vài nét châu Á nha.
Anh em nhìn ba cái ống cống này là nhớ cái chuyện Doraemon không? Con này của nước nào làm đây? Trùng với mai thăm Potato thì xanh gốc đúng không? Con này miễn phí mà nó có miếng xịt rồi. Sao con này có 100 lượng đánh giá vậy đó? Bẻo vậy. Nhà phát hành này cũng có mấy game to to đó mà. Game này lại thọt rồi sao? Nó thọt là thọt cái lượng tương tác chứ không phải thọt chất lượng game nữa nha. Không lẽ kén người chơi đến cái đó? Hay là không được marketing nhiều? Điều này thì tôi nhìn thấy hình là tôi muốn chơi luôn đấy. Ai mà đặt cái giếng nước trong nhà nè. Trời, nuôi thú nhà luôn. Bên này là dạng như tiệm tạp hóa, nhìn rất là thân thuộc luôn nha. Đậm cái nét Á Đông của mình luôn. Thì có rất nhiều game xây dựng rồi nhưng mà hầu hết đa số là bối cảnh của mà nước ngoài thôi. Của mà bên phương Tây nhiều. Lâu lắm rồi mới có game châu Á như thế này để hoài cổ. Đây là cái lịch học. Nhìn cái thanh bên đây là anh em biết con game này dạng quản lý rất là cực khổ nha. Được, game này được. Gần 10.000 follow, rất đáng mong chờ luôn. Một game xây dựng mà bối cảnh châu Á mình. Đến trường thôi. Game phát hành vào ngay dịp nghỉ hè. Có luôn video giới thiệu đồ game luôn kìa. Chiêu sinh mãi bỏ. Làm cái nhạc cho quảng cáo Zalo khá chán luôn. Thì giống mấy con game xây dựng anh em vẫn kiếm tiền bằng cách thu hút thêm nhiều số lượng thôi. Có sân bóng chày nữa kìa. Cái này là sân bóng chày nè. Này thì điền kinh. Nhảy cao nhảy xa thì ghép đây luôn. Được, game này được. Ủa, tôi quyết định chưa ta? Rồi, ok. Con này khỏi nói rồi. Một con game mà siêu phẩm độc quyền PlayStation. Nay thì tiếp tục một con game nữa lên PC. Hy vọng là đối thủ tốt. Con này lúc trước là nó cạnh tranh với con gì của mà game mà review quên mất tiêu rồi. Cùng cái hạng 1 với cái hãng đó. Bắn súng rất là thoải mái, tự do. Tiết tấu nó cũng nhanh chứ không phải chậm chậm đâu. Game này chắc ai cũng biết là cái gì. Game kinh dị à. Lunacy, Sire, Hordea gì đó. Mấy game kinh dị như gì mà được 5.000 lượt follow rất hay à. À game này lúc trước coi trailer rồi. Lúc trước họ mua cái trailer rất là tệ hại luôn. Bây giờ nó đổi ra nè. Kéo xuống. Ném luôn đi. Như cái nhà vệ sinh chứ trời. Hậu hình thì gớm ghiếc máu heo quá, nét. Nét ngay vô luôn. Anh em streamer nào mà nói nói tiếng thì trên game này thì chắc tôi sẽ coi thôi. Thu nhỏ màn hình lại coi. Game này tâm lý kinh dị quá ha, chắc dựa trên mấy cái tiểu thuyết như cứ tử kim trần hay là cái gì đó.
Hai đứa trẻ pháo hoa vậy? Có tiếng Anh không? Không. Game này của mấy anh Trung Hoa đại lục làm thẳng luôn do mà dân xứ đó. Muốn chơi lắm nhưng mà như thế này chắc bỏ qua. Về động game ra mắt thì có mấy cái bị bản mà dịp fair hay là cái gì đó, tự động dịch đồ mới chơi được. Follow thì qua cái kênh Weibo. Con này thì lúc trước đã có cái phiên bản chơi miễn phí 1 lần rồi, Glugo á, nên được được follow cái anh nhiều luôn. Rồi bữa tôi cũng vô chơi thứ này nữa, nhưng mà cái màn hình anh em nó nhìn nó làm kêu công như cái màn hình mà CRT xưa chứ. Anh em bây giờ thì chắc không biết màn hình đó đâu, dạng những màn hình mà cái đít bự nó rất là nhiều đó. Đít nó bự gần khúc nào màn hình CRT, nên nhìn cái hiệu ứng này vô chơi không có ổn cho lắm, nó rất là màu chóng mặt luôn. Nó câu cái cầu vồng này. Đó, màn hình CRT này này có thêm cái miếng trắng mà trước nữa mới đúng á, cái miếng mà lọc ánh sáng là chống cận vậy đó. Thì anh em nào là già già có 9x 8x thì biết cái màn hình này thôi. Game nãy nó cũng làm phong cách cổ vậy, sao không có cái tấm hình nào có miếng trắng mà trước như ta, thêm miếng kiến mà trước là đóng cái khung treo vô đây nữa. Game cuối cùng của tháng. Giờ này giả lập làm bếp à? Của mấy anh Ấn hả? Có định lực vật lý nào ở đây không? Đó, vừa mới nói định lực vật lý là thấy nó không có yếu tố vật lý rồi. Cái này giống mấy cái bánh cuộn cuộn ở ngoài mà hay bán ngoài đồi hang á. Này lá này như lá dứa không? Thực sự có Ấn không? Coi thử cái mà nhà phát hành nè, họ anh ấy là tự phát hành luôn, studio này tự phát hành luôn. Rất ít là những cái mà studio nào mà đầu tư con game này tự phát hành lắm. Rất nhiều báo đài truyền thông nhắc đến luôn nè. Rồi đây là con game cuối cùng mà tôi coi qua thì hết tháng rồi đó. Tháng 7 này không có nhiều bom tấn nữa, tôi nghĩ tháng 8 cũng vậy thôi, hầu hết là họ tránh mặt mấy dòng game ba với mấy cái đợt sale lớn rồi. Giờ anh em nhìn cái đợt sale lớn thì như nãy tôi nói rồi đó, là từ cuối ngày 29 rồi, từ cuối tháng 9 là ngày tầm ngày 30 rồi, thẳng cho tới ngày 12 luôn, chỉ có vài con game là coi được thôi, nhưng một vài con game là chịu cái mất thời gian đó thôi, còn lại họ hết là họ dời qua sau cái đợt sale lớn đó luôn. Thì sale nó vừa có lợi vừa có cái hại là gì đó. Sale 2 tuần là đến ngày 12 luôn. Đây ở đây nè. Rồi. Nay thì lướt coi thông tin game tháng sau thôi. Nào rảnh có thời gian thì chơi sau. Ok, bye bye anh em.